cái căn tính mình bây giờ thân bệnh tâm bệnh là phải cần nghe pháp niệm Phật. Nghe không? Nên quý vị thấy ai mà ung thư bệnh tình này kia đó, bị nói cho họ nhớ Phật đi, đừng có nhớ cái lo sợ chết chóc, đừng có lo là mình chết rồi vợ mình nó còn ở vậy hay là nó còn đi lấy thằng khác. Có nhiều ông bà ung thư rồi nghe, nhưng mà vợ chồng còn trẻ ung thư á, bắt đầu lo, trong lòng nó nghĩ trời ơi mình mà chết đi rồi của cải nó vô tay ai, rồi sợ vợ mình nó rước thằng khác về, trời ơi vợ mình nó còn đẹp quá bây giờ nó sống cái thằng khác tức. Ồ quý vị có tâm ích kỷ vậy đó quý vị ơi. Rồi có những người mà gần chết là nói bây giờ bà hứa với tôi đi, ông hứa với tôi đi, đừng có bước thêm bước nữa nghe, đừng có bước thêm bước nữa nghe, nghe không? Thì nếu quý vị gặp trường hợp đó rồi quý vị tính ra mình nói một câu, con người nó có cái nhân duyên trong cuộc đời. Tôi thì thật sự tôi không có muốn mấy cái chuyện đó đâu, nhưng mà cái duyên nợ thì tùy nó. Nghe không? Nếu như quý vị gặp trường hợp đó, quý vị mà trả lời mà không, mà lỡ quý vị tu ít quá, quý vị dính á, bây giờ nó bóp họng quý vị chết, nó đeo đẳng theo. Nên mình phải dạy họ, thôi bây giờ tại sao ông niệm Phật giảng sanh đi, tại sao ông cầu cái sanh cái quốc độ tốt đi, mà ông lo gì cái chuyện này. Bây giờ mình nói câu này giống mình dạy người ta đi quý vị, tự nhiên chết rồi thì bám gì ạ? Đúng không? Mà nó bám đó. Trời ơi có những cô hồn mà bám mấy trăm năm mà còn mà vì coi chịu thố mà đi theo Ngộ Đạt Quốc Sư mười đời. Bây giờ quý vị cho một đời cho người ta sống 70 tuổi đi, 60 tuổi đi, mười đời là 600 năm, đi theo 600 năm. Kinh chưa? Đừng có nói 600 năm, có những cô hồn đi theo mấy ngàn năm kìa, vẫn đeo theo đòi nợ kìa. Kinh chưa? Cái tâm tình chấp quán thù mà nó sanh tâm vậy đó. Nó nếu như mà họ đi đây họ nghe gì cái họ nhảy dựng luôn, nhảy dựng khóc tức tối vì sao mấy trăm năm nay mà mình mang cái tâm này, bây giờ mới nghe ông thầy này dạy để họ cởi mở cái tâm ra, từ hôm nay tôi không có hận thù nữa, đi niệm Phật về cực lạc đi, hận thù chi, đúng không? Đó, nó quý vị đi về đây á, nó lợi ích cho quý vị mà nó lợi ích cho hương linh thai nhi rồi củ quyền thất tổ chư siêu quan gia trái chủ đi theo mình. Có cô kia hôm qua cô nói kìa, cô thì cô yếu, cô nói là lên xe đi, xe 50 chỗ đi có 40 người mà cô thấy hương linh người ta lên một đàn người y gì, nó hơn 100 người lên xe. Ông tài xế nói tàu ô xe đó mà chở mấy bà gì hao xăng quá trời. Biết sao? Vì họ lên xe đông quá, phần âm á, nhiên liệu xe cũng bị hao. Thế vì biết không giỡn đâu. Bởi vì mình lên xe mình phải bắt niệm Phật nghe, bắt hộ niệm, bắt hộ niệm lên đó, để cho người ta niệm Phật, đừng có lên nói chuyện nhiều. Mình lên nói chuyện nhiều cho nó loạn cho nó. Mình niệm Phật thì nó yên, im re. Vì biết rằng một bó nhang nhỏ xíu mà mấy chục hương linh người ta đu vô bó nhang được, không chỉ chiếc xe quý vị, xe bị bự cỡ nào chưa, nó khi bị còn ngủ người ta đi chung nữa. Thì quý vị biết người ta lên cỡ nào chưa. Bây giờ ở đây dù như 2.000 Phật tử đang niệm Phật thì khoảng là 200.000 hương linh thì vẫn chơi hả, đúng không? Đó, nên quý vị đi về đây tu, tại sao quý vị thấy bị nhẹ nhàng? Khi nhẹ nhàng là người ta buông xuống thôi. Bây giờ nè, mỗi một người quý vị có bình tĩnh suy nghĩ. Quý vị thấy có những lúc tự nhiên quý vị thấy cảm thấy buồn không? Mà nó không biết buồn cái gì luôn nữa.
Rồi tự nhiên nó làm cho mình ngồi giống như gì lừng chừng mà thơ thẩn gì á, đúng không? Không biết cái gì mà mình buồn. Đó là cái nghiệp duyên chiếu cảm, cảnh giới ông bà chưa siêu, câu thông thằng số, vì mình là con cháu, câu thông duyên nghiệp, nó cảm giác mình bùi ngùi. Nên lúc đó là sao? A Di Đà Phật. Niệm liền. Hoặc là có những người quý vị bận đêm quý vị ngủ quý vị thấy có những người lạ quắc là quơ, mà quý vị không biết họ ở đâu. Rồi có khi thì gặp ông bà cha mẹ chết rồi, đúng không? Quý vị nhớ nè, đây toàn là cái nhắc mình cố gắng tu đi để giúp chúng tôi nghe. Khi đó cũng là củ quyền thất tổ mà qua mấy đời mình không biết, về báo mộng cho mình đó. Đó là những đức nhắc quý vị. Rồi có khi quý vị ngủ quý vị thấy mình đi đến cái chỗ đó mình gặp nhiều người lạ mà nơi đó mình cũng không biết, đúng không? Đó là những cái nhân duyên, những đời kiếp mình đã từng ở đó, từng ở đó. Khi trong giấc mộng thì nó siêu vượt không gian thời gian, nên nó mới tiến sâu vào như là xác định, hiểu không? Đó. Nên khi một con người đang ngủ đừng có là giỡn với người ta, lấy này cái kia chay vào mặt người ta. Có khi người ta trở về người ta nhìn không phải xác người ta, đi luôn á thì chết queo. Chết queo. Không? Nên mình về chùa mình nghe gì nè, để mình biết được rằng ngoài cái cảnh giới mình đang sống nó còn những cái cảnh giới mà khổ dữ lắm. Nhưng mà tối như Đức chia sẻ công đoạn làm sao để chuyển hóa được nỗi buồn khổ. Buồn khổ đi vào cảnh giới nào? Ma đạo quỷ đạo. Nếu như chúng ta mà có thiên nhãn thiên nhị thì mình sẽ đau lòng cỡ nào, vì mình thấy được cái cảnh giới vô hình họ đang đau khổ khóc lóc. Rồi mình đi ngang lò mổ thì mình thấy nó kêu gào la lối. Như có cái câu chuyện mà có cảm ứng đó, mà gia đình này đám giỗ mà đè con heo đâm, mà cái ông đó đi ngang ông thấy là cái gia đình này sao đè ông già đâm chợ, mà ông già ông kêu cứu cứu cứu, mà trong khi con heo kêu, mà cái ông đó thấy là ông già kêu xong chối đó, chưa đâm liền chối đó. Vô hỏi thì ông già ông nói tôi là ông cố nội của nó, hồi đó tôi giết heo đồ này kia bằng thịt bán làm nghề đồ tể, còn bây giờ tôi chết là tôi cứ đầu thai làm heo, còn bây giờ là cứ là mỗi năm nó làm đám giỗ cho tôi là nó giết một con heo, mà con heo đó lại là tôi đầu thai. Nên nhà mà đám giỗ mà giết gà vịt heo chó là khi bị giết ông bà cha mẹ bị. Mà Phật nói tứ sanh phụ mẫu mà, tứ sanh phụ mẫu, Đức Phật là cặp mắt của Phật là nhìn rõ, Phật có nói là tứ sanh phụ mẫu. Nên mình ăn chay trường là một con người rất trí tuệ, ăn chay trường là rất trí tuệ. Quý vị công nhận rằng bản thân chúng ta nhiều người thông minh lạ lắm, thông minh lạ kỳ. Sao? Nói chuyện với ai chỉ cần văng miếng nước miếng vô mặt thôi, chùi lia chùi lia. Thấy cái ông này sớm nhớm nhách mà ho. Anh nghe chú khác, lấy khẩu trang bịt lên, văng miếng nước miếng vô mặt chết một. Vậy đó, mà cắt thịt con heo ăn, mà trong khi con heo, con chó, con gà ăn tùm lum thứ,
biết bao nhiêu đồ dơ. Quý vị mà từng nuôi heo, quý vị coi cái đồ ăn cho heo ăn, rồi quý vị thấy con chó nó ăn cái gì? Chứ quê là chuyên gia thấy chó ăn cái gì? Mấy con chuột thúi nè, mấy con gà thúi nè, mấy con phân ngừ nè, nó ăn, nó liếm láp, nó ăn gì mà mình nghiến thịt nó mình nó ngon. Vì thịt nó ra từ đâu? Từ những thứ đó chứ từ đâu. Ăn bao nhiêu thứ dơ giấy đúng không? Vì mà mình ăn thịt con này con kia thì mình không gớp, mà dăng một nước miếng con người vô mình thì gớp, có không? Suy nghĩ đi. Nên những đức nói với vị nghe là người trí thức ăn chay là đúng, là ăn sạch đó. Chữ chay là gì? Chữ chay là sạch, chữ chay là nhẹ nhàng, thấy không? Nên nó từ nơi đó mà ăn sạch, ăn nhẹ nhàng, ăn khéo léo, ăn trí thức, nên gọi là trí sát, người sức khỏe dẻo dai. Ăn chay sức khỏe dẻo dai lắm quý vị à, không phải yếu đâu. Vì thấy những đức làm việc có yếu không? 10 người làm việc cũng bằng mình những đức làm cho nó yếu. Làm việc đó cả ngày mà có căng thẳng thần kinh như người ta đâu, mà có uống viên thuốc nào không, uống ly cà phê nào đâu. Nó rõ ràng ơi, nghe không? Đó. Mà khi mình ăn chay á, ăn từ từ rồi á, con người mình á, cái cơ thể nó thay đổi. Và quý vị ăn chay từ từ rồi người đỡ hôi. Đỡ hôi. Tại vì cơ thể mình là từ thức ăn mà ra, rồi mồ hôi đổ ra cũng từ thức ăn. Quý vị ăn rau củ quả ăn sạch thì cơ thể quý vị tế bào nó sẽ chuyển biến tốt, mồ hôi nó đỡ hôi. Nên những đức nói nha, người nào mà hôi nách chịu không nổi đó, ăn chay đi, 2 năm sau đỡ hôi nách. Đừng có ăn hành tỏi nghe, ăn hành tỏi là nó hôi ác đạn đó. Ăn hành tỏi đồ này kia là nó hôi dữ lắm, nó sức mồ hôi hôi dữ lắm. Nó nên có nhiều người mà ta đến gần mình nghe mùi hành muốn chết luôn, chịu không nổi mùi nó tanh. Nó nên ăn chay đi, nó đỡ hôi nách. Nói rõ ràng cho dễ hiểu, hiểu không? Còn cái người mình, có những người mình quý vị biết rằng mình nói chuyện ra cái miệng mình nó hôi vậy đó quý vị. Nó không phải là hôi răng đâu, mà nó hôi tốt nghiệp. Nó hôi đâu trong bụng ra, cái hơ á là hôi tốt nghiệp. Khi ăn chay niệm Phật á, niệm Phật nó hồng tiêu tốt nghiệp. Khi nó chuyển tốt nghiệp thì nó hết hôi miệng. Hồi xưa những đứa có bạn gái á, ngoài đời á, khi mà ngồi nói chuyện bạn gái nói sao anh nói chuyện hôi miệng quá. Những đức nói kệ hôi, nó có cái đặc biệt của hôi em. Rồi khi mà lâu lâu á, mình đến gần nó nói anh hôi nách quá. Mình nói hôi nách có cái đặc biệt của hôi nách. Xưa mình ngoài đời á, mình nói chuyện vậy đó. Thì bây giờ mình mới thấy rõ ràng, mình ăn chay, mình niệm Phật bây giờ, vì những thành phần này nó hết. Rõ ràng mồ hôi nó xịt hôi à, đây là rõ ràng. Mình biết mà, cơ thể mình không lẽ mình không biết quý vị? Cơ thể quý vị là quý vị là người biết nhất đó, biết nhất luôn. Quý vị biết rằng nghe, khi một con người săn hẳn, cả nước tiểu phân của người ta nó cũng kinh hơn người khác. Nuôi với bà già kinh nghiệm, nuôi bà già kinh nghiệm. Những đức thí nghiệm thử cái bà cụ bà săn hẳn với bà cụ quan hỷ. Khi cái bà cụ săn hẳn, những đức kêu mấy bà để phân lại với nước tiểu lại cho những đức miết. Xong những đức lấy phân mới những đức ngửi thử, với nước tiểu những đức ngửi thử quý vị. Thì nó hôi mà kinh lắm. Mà phân của cái người săn hẳn nó chua dữ lắm, nó rất là chua. Những đức nếm thử sao đâu, người ta nhà khoa học người ta cũng phải nếm vậy mà. Người ta là người nghiên cứu, người ta phải nếm hết chứ. Chuyện đó bình thường.
hiểu không? Nếm thử thì nó chua quá. Còn cái người mà ít săn hẳn á, thì nếm phân của họ nó không có chua, mà nó cũng đỡ thúi hơn nữa, nước tiểu nó cũng đỡ khai hơn. Thì khi mình thí nghiệm rồi mình mới tổng kết lại tư tưởng là cái người mà khi mà quan hệ tâm tính của họ mà vui vẻ quan hệ thì chắc chắn rằng bệnh đau tự hết. Gọi là nhà nghiên cứu rõ ràng, làm thiệt luôn. Lấy phân nếm thử, lấy miếng liếm thử nhẹ coi nó làm sao. Mà nếm ít ít thì nó chưa đến nỗi đạt trình độ mà mình biết, nên phải móc một cục nho nhỏ. Sao đâu, trời ơi, mình đã vì chúng sanh mà mình lo gì, sợ gì. Rồi cái đầu mình mới lấy cái muỗng mình múc miếng nước tiểu mà mình uống thử, thì lúc đó mình mới rõ ràng được quý vị. Đây là tôi làm, quý vị khỏi cần làm. Tôi thí nghiệm rồi, quý vị làm chi, hiểu không? Tới đời tôi làm, quý vị khỏi cần làm chi nghe. Rồi những đức mới thí nghiệm phân mấy bà già là cái bà mà quan hỷ thì phân mới đi màu vàng, mà cái bà mà săn hẳn thì đi cái phân màu đen. Mà cái tâm á, mà săn hẳn là phân đi ra nó không có tiêu hóa đều như là cái người quan hỷ. Thí nghiệm hết luôn. Lấy nguyên cục phân bao nhiêu đức dễ ra những đức coi. Coi từng chút từng cái sợ bên trong. Thí nghiệm mà tôi mà mới làm nhà nghiên cứu. Hiểu không? Đó. Mình đã nuôi con người là mình phải sâu sắc. Mình dạy người ta cho nó đặc biệt, rồi mình mới đem tư tưởng mình dạy Phật tử. Nên quý vị mà tắc bệnh là phải mang cái tâm quan hỷ để trị bệnh. Thuốc nó trị một phần rất là nhỏ, nhưng cái tâm bệnh là nguy hiểm nhất. Nên khi cái tâm an lạc rồi nó trị bá bệnh, mà trị luôn cái nghiệp bệnh. Hiểu không? Nghe bài giảng này đặc biệt lắm nghe quý vị. Bài giảng này nên truyền bá ra nghe. Nên những người mà ung thư đồ này kia đó, đừng có sợ. Chúng ta có 60 tỷ tế bào khỏe mạnh, 60 ngàn tỷ tế bào khỏe mạnh. Còn ung thư nó chỉ có một nhóm tế bào bị bệnh thôi, mà cái số lượng tế bào khỏe kia đầu hàng tầm 7. Phấn chấn lên. Nguyên một cái thân bự gì mà ung thư ngực có chút xíu, ung thư bao tử có một chút, quý vị đầu hàng hả? Quý vị chết là ngay cái chỗ bị đầu hàng. Buồn chán mà nó sanh ra tế bào ung thư đầy cơ thể. Phấn chấn lên, bình tĩnh, vui vẻ quan hỷ niệm Phật, không có gì hết trơn á. Cứ sống bình thường đi, tự lành ung thư. Tự lành nó sợ gì? Có cô kia kìa, có bị ung thư ngực, có vô chùa mà nó mới vô, có xanh xao vàng vọt, có buồn đến mức không tưởng tượng được. Khi mà cổ bị ung thư ngực, chồng cũng không chịu đến gần cổ. Nó sao chịu đến gần ung thư ngực, nó sợ. Cuối cùng mới vô chùa bà tu, những đức nói nó không đến gần bà khỏe. Bà lo gì cho nó mệt, hiểu không? Nè, bây giờ bà cứ niệm Phật đi, bà sống lạc quan đi, rồi thời gian bà sẽ thấy kết quả. Bà khỏi suy nghĩ chữa trị chứ, nếu bà tin Phật. Còn nếu bà đi muốn đi chữa trị, bà đi kệ bà. Còn bà vô đây tôi chỉ bà vậy đó. Tôi là bác sĩ tự nhiên nè. Bác sĩ tự nhiên là tôi sống tự nhiên á, biết không? À, nên từ nơi đó bà nghe lời những đức nghe quý vị. Nói cô thôi mà nói bà đi. Xong á, 3 tháng sau bà mập mạp, bà sắc diện bà đẹp quá trời luôn, ai mà biết bà ung thư đâu. Bây giờ đang sống bên kia, bên kia nó sống bên kia, bà nó có gì đâu. Mặt tươi rối, chạy tung tăng cười dở. Còn để tóc á, cục cục như con này nè. Mà nhiều thằng đi vô chùa nó tu mà nó nhìn hoài, ai biết bà ung thư đâu. Thấy chưa? Thì thấy không? Rõ ràng không? Cái tâm trạng nó quan trọng ghê. Còn hồi đó mới vô xanh lè xanh lét. Nó tại sao mà nhiều Phật tử như đức hướng dẫn nhìn cái là thấy sáng sủa? Tại cái tâm cái vị thường vui. Thì thường vui mà. Nhiều bà 50 mấy tuổi mà nhìn như con gái. Nó chạy tung tăng. Hiếm kiếm được cái tâm vậy lắm quý vị. Có nhiều người ta nói mình mắc nết,
mình nói có nết đầu mắt. Mình nói một câu vậy mình trả lại cho người ta nó nhẹ, còn mình còn giải thích nữa mệt lắm. Nó thà tôi không có nết mà tôi vui còn hơn có nết mà buồn. Nghe chưa? Thôi chị cứ lấy cái nết đó chị sống đi, còn tôi có không có kệ tôi, miễn tôi cười hoài tôi vui là được rồi. Có nhiều người đi tu á, họ nghiêm khắc lắm. Như Đức nói mấy ông cứ nghiêm khắc đi, để tất cả những cái vui vẻ mà tự tại để cho tôi. Tôi chịu khổ cho, tôi chịu là không có hoài nghi cho. Còn mấy ông có hoài nghi đi, tôi không có hoài nghi, để cho tôi cái đó cho tôi. Phải có người làm chuyện này quý vị ơi. Nếu ai cũng là quá cứng thì ai, người bình thường đâu có chỗ nương dựa. Nghe không? Thôi mấy ông cứ làm cái chuyện đại sự của bậc Bồ Tát đi, còn để thác lát cho tôi. Để ghẻ lát cho tôi. Nên tôi chấp nhận làm cái vai trò này. Nên có nhiều người, người ta đạt đến cái trình độ mà hoài nghi giới luật, trình độ cao độ. Còn tôi phải đi tới cái trình độ mà cao độ là không có hoài nghi. Phải có người vậy quý vị. Không có người đó, những người bình thường ở đâu để nương tựa đấy? Quý vị thấy mình nương tựa không có cơ hội, vì người ta cao quá, người ta mình dựa không được. Thôi để cho tôi làm cái việc này trước. Hiểu không? Đó. Nên quý vị thấy tôi giết rồi tôi đi mà còn tệ hơn cái người ngoài đời. Tôi đi gì đâu mà nó sàn tới sàn luôn. Hiểu không? Người ta đi thì oai nghi, tay chân người ta đi thì nghiêm túc, mặt mày người ta đi thì thẳng, thét nhìn hướng trước mà đi. Còn tôi đi như ăn trộm, mặt mày giáo giác. Họ để tất cả những cái xấu cho tôi chứ, để tôi được làm những điều đó cho nghe. Đó. Thôi giờ nói rõ ràng là đúng quý vị. Tôi nói rõ ràng tôi vậy rồi. Thôi có gì thì đừng trách. Nhưng mà cái đặc biệt cũng có một số người nghe đông quá trời. Hãy nhìn chỗ này á, đúng không? Nhìn chỗ này á, nó cũng lợi ích từ còn gì. Mà thấy người ta được lợi ích từ gia đình tới thân tâm, không biết nói làm sao mà ta được lợi ích vậy thì là Phật Pháp rồi còn gì. Đúng quý vị. Giờ Nhân Đức hỏi quý vị là Nhân Đức chia sẻ quý vị có lợi ích không? Nó vậy là được rồi. Chứ thật sự mà nói á, nó không lợi ích thì lợi đây làm chí. Đúng quý vị. Đúng không? Chỗ nào mà có lợi ích mình mới lợi. Ai cũng khôn. Chứ bây giờ mà mình ngu gì mà lợi mà đi tốn tiền xe, rồi khi còn cúng dường, rồi lợi đây không được lợi ích gì. Lợi chi chợ, ngồi đau chân nữa. Nó quá nhiều cái mà nó không được lợi ích gì. Mà tại sao tuần nào lễ lòng ta đến ao ao là gì? Quá lợi ích. Đúng không? Bây giờ mình tính cho nó dễ hiểu. Bây giờ vì hỏi tôi mười mấy năm nay, tôi tự nhiên tôi khùng ba chợ tôi đi niệm Phật, tôi không lợi ích gì chứ. Tôi không lợi ích gì chứ tôi đi niệm Phật à. Tôi đi niệm Phật chi mà không được lợi ích. Rồi ăn chay không được lợi ích gì, tôi ngu gì tôi ăn chay. Tôi ngày xưa thợ nấu, ngày nào tôi cũng ăn sườn chiên với đùi gà chiên. Sao tôi không ăn cái thứ đó đi, sao tôi đi ăn chay? Tự nhiên đi ăn chay à? Mà tôi ăn chay tôi được lợi ích nè, là tôi khỏe, tôi vui nè, đúng không? Rồi tôi niệm Phật tôi mới được gì nè, đúng không? Nên tôi mới ăn chay niệm Phật. Vậy ai muốn lợi ích như tôi thì ăn chay niệm Phật đi. À, tôi ngày xưa tôi nghĩ rằng là được bữa nào có tiền mua được chai Ken là uống là bữa đó cũng ngon. Còn bèo bèo thì Sài Gòn đỏ, còn bèo nữa thì rượu chuối. Rượu chuối là uống là sáng mệt lắm.
thở cái mùi chị không nổi luôn. Còn về quê thì gũ đế, thấy không? Nó gũ đế uống muốn cháy ruột cháy gan, uống xong nó nhức đầu muốn cần chết. Tôi tưởng đâu là nhậu là nó đã nhất rồi đó, là ngon lành nhất rồi đó, nhậu vô là quay quay rồi. Nó đặc biệt là gì biết không? Khi bị nhậu vô á, là bị tào lao á. Thì ra là con người mình tào lao nó phải bị ơi, mà nó phải uống rượu vô nó mới tào lao. Đa phần luôn, ít ai giữ được bình tĩnh lắm. Ví dụ như cái cô đó lúc mình tỉnh mình nhìn cô này, bà này súng răng. Mà nói ví dụ thì tôi không nói bà súng răng nghe, tôi nói ví dụ. Bà súng răng, nhìn cái bà kỳ quá. Vậy đó. Mà mình uống rượu vô, mình say rượu mình nói nà thấy ghê không? Nó quý vị coi có nhiều ông nhậu nhẹt vô tự nhiên á, đi ngang kiều móc vợ người ta, người ta quýnh mặt mày máu me không? Có không? Quý vị thấy chưa? Là nó uống rượu vô nó mới nhìn tất cả cảnh vật là đẹp không à. Rồi có khi mình đứng ngay cái gốc cây trong khi mình tiểu ra đường, nhưng mà mình đứng mình lại tiểu ở đây là đúng rồi đó. Xong cái người ta trong nhà người ta không uống rượu, nó dùng cái thứ khùng, cái thứ ba trợn. Trời ơi, tờ nó nhậu vô xong nó tiểu vô cửa nhà tôi kìa tờ ơi. Có không? Nó có mà, bị thành phố thì cũng gặp nữa. Thành phố thì cũng gặp luôn. Khi mà nhậu xỉn là đứng ngay cái đường đi tiểu luôn á. Mà quay ra ngoài đường mới ghê chứ. Bị chạy ngang rồi bị tờ, bị có khi bị hiện ra. Có mà. Nó thì nhậu vô xong á là nó mất kiểm soát. Mình tưởng đâu vậy là ngon, mà uống rượu tưởng đâu là mình là quay phong. Thường là uống rượu ưa cái bệnh là tưởng đâu mình quay phong. Uống rồi nhau đi, tôi nói cho anh bạn biết, bữa nay mà nếu không say là không về. Đúng không? À, lúc bình thường kêu bán này bán kia, mua đồ đồ này kia, hoặc đi chơi, không. Vậy mà uống vô một cái, đây là chiếc nhẫn cưới, hết tiền rồi cầm luôn, chơi luôn. Bữa nay tôi gặp anh là tôi chơi tơ bên. Ghê không? Tưởng đâu là mình ngon thì tưởng ghen á. Rồi xong người ta nói mày dám nhảy qua sông mày lội không? Tao mà sợ ai, giờ này là không ai mà dám cản tao. Hiểu không? Ở đầu nhảy xuống sông lội qua. Nó thì thấy kinh không? Nó tưởng đâu mình vậy là ngon quý vị. Không ngờ khi mà nghỉ nhậu nhẹt thì nó càng vui gấp một vạn lần. Không nhậu nó vui còn gấp một vạn lần hơn nữa. Con người mình á, quý vị biết vì sao quý vị nhậu nhẹt hút thuốc không? Ăn chơi quý vị biết vì sao? Vì quý vị không có phương pháp niềm vui, nên quý vị mới vui theo cái kiểu thế gian, mà vui theo cái cách hủy hoại bản thân và quỷ hoại luôn quỷ mạng. Hiểu không? Vui cách đó là quỷ hoại bản thân, quỷ hoại quỷ mạng đó. Thì những đức hỏi bị này, bị hút thuốc vui cái gì mà nó quỷ hoại bản thân? Hút thuốc giết mà nó bị tim gan phèo phổi bị đốt cháy. Nó thì thấy rõ ràng không? Nó mình hãy bình tĩnh suy nghĩ đi. Rồi tự nhiên nếu như mình có niềm vui trong Phật pháp là mình sẽ bỏ cái niềm vui thế gian. Chính bản thân những đức nè có niềm vui trong Phật pháp, những đức bỏ niềm vui thế gian đó, nghỉ nhậu luôn mười mấy năm. Xưa tôi là con cốc nhậu nè, nhậu quá trời luôn. Nhậu là đụng vô uống nấy à, uống tá lạ binh nhân á, máu gan hổ á, cắt ra pha với rượu uống chung chung chung, ghê không? Còn tiết canh á, dịch á, cắt máu dịch ra dịch sống bầm, ốp đồ này kia, rồi bắt đầu chế máu lên múc ăn, miệng máu không quay phong được ghê lắm. Tào gan lắm, tao ăn cho mày thấy. Có một lần con gà đang sống gì cắn con gà hút máu chưa con gà, có nghĩa là gà dạ ta đây á, ta đây là gan dạ biết không, bạn bè nó khiêu khích nhau á, gà dạ ta đây nghe gan dạ, giờ mày cắt con máu con vịt mày chế lên đó là bình thường, tao cắn cần cổ con vịt hút máu chưa ghê không? Con người như vậy mà Phật pháp còn chuyển hóa được họ, ghê không? Thấy Phật pháp chuyển hóa ghê không quý vị? Nên tôi nói tôi sai vậy để cho tất cả con người sai á, quý vị có cơ hội quay đầu đi. Giờ tôi nói tôi vậy đó, người ta quý vị vẫn ngồi nghe sao không đứng lên đi về đi.
Ta nghe là vẫn nghe, ta quan trọng là ta thấy mình quay đầu mình sửa đổi được, mà mình dám nói những điều này lên, hiểu không? Đó. Nên bây giờ mấy ông nghe những đức nói gì, bây giờ mấy ông hồn thuốc, mấy ông cố gắng tập bỏ đi. Nó bỏ không phải bỏ một lần mà được. Mình anh nạp nó vô từ từ thì mình phải xả ra từ từ thôi. Chứ mình dứt nó một phát mình làm có được. Nó giống như mình uống rượu nhiều, mình phải giảm từ từ rồi mình quyết định bỏ. Nhưng mà cái tâm bỏ phải quyết định cho nó mạnh. Nên cái việc mà nghe đạo rồi niệm Phật tu hành, nó thay đổi cái thói hư tật xấu của mình, nó trở thành cái tốt. Là quý vị nói nghe gì nó quan trọng không? Từ một con người mà bản thân một mình lo không xong vậy, mà bây giờ học Phật Pháp mà lo cho 2.000 người, mày nghĩ sao ạ? Tại sao tôi nói hoài cái chỗ này à? Nói hoài chỗ này cho bị học Phật, cho bị phấn đấu lên để học Phật á. Nên những đức nói rằng á, hàng Phật tử mà đi về chùa mình, những đức nói quý vị mà sống lạc quan, sống vui vẻ, quý vị sống trong mọi hoàn cảnh, sống tốt đẹp đi, gặp cảnh ngộ gì cũng niệm Phật đi. Những đức nói người ta khổ chứ quý vị không có khổ. Người ta khổ thì không có khổ. Khổ gì mà khổ? Thì bây giờ có nghèo cỡ nào cũng có 3 buổi cơm ăn. Những đức nói chắc chắn 100% nghèo cỡ nào cũng có 3 buổi cơm ăn. Có cái bà kia, bà nói rằng thầy ơi thầy, con á thầy, con làm mười mấy năm nay thầy biết không, cứ dư tiền một chút là con để dành, dư tiền một chút là con để dành, dư tiền một chút là con để dành. Mười mấy năm nay con để dành được 400 triệu. Để dành được 400 triệu. Khi con nó lên 19 tuổi, nó lấy một phát 400 triệu, nó đi quýnh bài sạch nhất luôn. Có nghĩa là mười mấy năm con để dành từng đồng từng cắt 400 triệu, con nó lấy con quýnh bài thua sạch nhất 400 triệu luôn. Thầy nghĩ con đau buồn cỡ nào chứ thầy. Con bây giờ con không còn làm việc gì nổi nữa chứ. Thì lúc đó những đức nói rằng những đức mà như cô thì những đức cũng làm không nổi. Tại vì mười mấy năm cực khổ quá trời luôn mà kiếm được 400 triệu. Mà 400 triệu đối với người nghèo mình là nhiều lắm, quá nhiều, thấy không? Mà giờ con lấy quýnh bài hết trơn mà nói là con mình, bây giờ mình làm sao bây giờ đấy? Gọi là nói không được, rồi trong lòng không còn làm nổi. Bây giờ tính suy nghĩ mà làm từng chút lại thì nghĩ tới cái đó làm không nổi nữa. Vậy công nhận không? Thì quý vị biết rằng là những đức nói một câu, những đức như cô thì những đức làm cũng nổi. Có khi những đứa còn tự tử chết luôn. Chết cho phức cho rồi, sống chi cho uổng cơm chặt đặt. Thầy chưa biết tu mình nghĩ gì quý vị. Nhưng mà bây giờ mình mà biết Phật Pháp thì mình suy nghĩ, biết đâu mình cũng đã từng làm con người ta, mình cũng chơi cái kèo đấy với người ta. Bây giờ chuyển biến lại, người ta làm con mình, ta chơi cái kèo này mình ta đòi nợ chứ. Thì sao cô không nghĩ về định luật nhân quả mà cô trả nợ? Khi mà cô trả xong món nợ này rồi thì khỏi trả nợ 8 đồ ác đạo, đúng không? Tự nhiên bạn nghe cái nó sững người lên à. Cô cố gắng đi tùy cô à. Theo những đức thấy thì nó cũng đâu có giúp mình được cái gì. Bây giờ mình buồn, mình chán, mình không làm gì thì cuộc sống mình sao? Mình phải làm thôi. Còn chuyện gì của hôm qua thì cho nó qua đi. Đúng không? 400 triệu mà cô đổi qua cái hiểu biết Phật Pháp. Xứng đáng lắm cô ơi. Xứng đáng lắm. Thì cô đến chùa mình, cô nghe Pháp mỗi tuần Chủ Nhật. Mày đờ mà quý vị. 3 tháng sau, tự nhiên có một lần cô đang chạy xe, người ta chạy lên, người ta mời cô mua tấm vé số. Cô dò trúng được tấm vé số. Nó còn nhiều tiền hơn gấp mấy lần cái mắc 400 triệu. Thì lúc đó cô biết đạo rồi. Cô đem lại, cô cúng những đức 500 triệu. Những đức kết hợp vào những đức làm
cái nhà to bên kia, cái là phong á, thấy không? Thì lúc đó những đứa gặp câu, những đứa nói một câu: nếu như những người mà biết Phật pháp mà nghèo, cái đồng tiền mà để dành ở đâu là hay nhất? Trong mạng. Để dành trong mạng là khôn nhất. Vì trong mạng giống như cái mạng mình, giống như cái ly nước. Mạng mình giống như ly nước vậy đó, hiểu không? Bây giờ mình để vô mạng này là nó chứa ở đây nè, thì khi mình cần dùng là uống, đúng không? Cái mạng cho trong đây, tiền nó trong mạng, cần dùng thì uống, hiểu không? Nhưng mà mình tiền mình, đây là cái tủ, đổi ngược lại đây là cái tủ. Mình đem tiền bỏ vô tủ để đây, mình đi làm cái tủ khóa lại để đó, thì nó là ngoài thân, ngoài tâm. Ngoài tâm thì bị lây, trong tâm thì không được lây, lây không được. Thì đem để vô trong đây, nè, giữ trong đây rồi. Còn cái này, cái tủ để đây, thì quý vị biết rằng là khi trong mạng mà đã có nghe, thì cần dùng là có ra liền. Còn cái bà kia bà mắc 400 triệu, bà đau khổ vô cùng, thấy không? Nhưng mà trong mạng của bà nó có tới mấy tỷ trong đó. Có mấy tỷ. Trong mạng nó có mấy tỷ đặng. Nên bà mới trúng tấm giấy số mà nó chưa hết nữa. Còn nếu trong mạng bà mà nó ít hơn cái số lượng tiền đó đó, bà không có trúng số được. Hiểu không? Thí dụ như bây giờ quý vị coi, có người ta trúng an ủi hay trúng những cái giải mà nó không phải đặc biệt, là tại vì trong mạng người ta chỉ có một phần đó thôi. Còn mình trúng được đặc biệt thì do trong mạng mình nó đầy nhiều quá, thì bây giờ cái cách nào nó cũng phải ra. Thì tại vì mình đang cần nó quá thì nó phải ra thôi. Nó còn như mình để ở bên ngoài thì mình phải lo cái tủ này, bị người ta mở tủ lấy. Tại vì này là để ngoài nên mình đi làm đâu mình cũng sợ cái tủ bị người ta mở lấy, hiểu không? Nên cái tiền mà để trong mạng là cái tiền người trí tuệ. Nhớ. Còn cái thằng mà đi ăn trộm cắp này nó oan uổng nè. Thằng đi ăn trộm cắp oan uổng. Tại vì trong mạng của nó có được 1 tỷ, nó lấy khoảng cỡ 700 triệu thì nó mắc 300 triệu mà nó lại mang tội ăn trộm. Còn nếu như trong mạng của nó mà không có 1 tỷ, đố nó lấy 700 triệu. Nếu trong mạng mà không có cái gì đi lỡ lấy, chưa lấy được bị bắt. Quý vị có thấy ăn trộm chưa lấy được mà bị bắt không? Đó, là vì trong mạng không có tiền, sao lấy? Nghe dễ hiểu không? Dễ hiểu mà còn thông tâm nữa chứ. Nó thông được cái tâm khi bị trộm cắp luôn. Đó, nên á, cái bỏ tiền vô mạng là người cực kỳ khôn. Bỏ tiền vô mạng mà cực kỳ khôn. Nên mỗi một người mình, quý vị nghe đạo, quý vị hiểu được. Thì có người mình á, tự nhiên mình biết tu phước tu duyên. Dù là mình làm cực đó, nhưng mà mình lại tu phước tu duyên. Mà càng tu phước tu duyên thì nó càng an lạc. Vì phước duyên kia nó càng tăng thì nó càng vui. Phước tiên nó, phước duyên nó càng tăng thì nó càng vui 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 lên. Còn khi con người mà phước tổn là con người buồn liền. Quý vị thấy con người khi mà nó buồn là con người này đang suy sụp cảnh giới. Đang suy sụp cảnh giới. Còn khi con người mà đang vui á, là con người nó đang hưng thịnh cảnh giới. Vì tin có những con người người ta tu mấy chục năm luôn, nhưng mà người ta luôn luôn nặng nề và buồn không. Nhưng mà đến khi người ta già 78 tuổi người ta mới vui. Trời, cái thời gian nó dài thế ghê. Tu từ khi thí dụ như 11 tuổi mà tu cho đến 78 tuổi toàn là lo và buồn không, không bao giờ vui. Vậy mà năm 78 tuổi nó mới vui. Kinh chưa? Cái thời gian tu như vậy đó, nó mới tới ngày đó mới vui, nó mới kết quả đó. Mà cái kết quả đó, đó nó mới có hậu. Kết quả đó nó mới có hậu. Còn có những người, người ta mới tu dài 3 năm là ta có thành quả. Nhưng những đức tu dài 3 năm có thành quả. Nhưng mà có khi tới năm 70 tuổi, 60 tuổi thì những đức lại mất sạch thành quả.
ai biết được. Tại vì nó hưởng trước mà nó không biết tạo thì nó hưởng sạch, xong quả tay nó đến thì nó khổ tuổi già. Còn người ta tuổi già người ta phải chịu khó, chịu khổ tích lũy tới năm 78 mới vui. 78 mà vui mà chịu mà người ta hưng khởi luôn thì người ta thành tựu cái vả tu của người ta. Giỡn đâu nghe, quý vị đón ra được mà. Có những người ngoài đời mới có hai mấy tuổi thành đạt rồi, nhưng mà năm 40 tuổi là sạc nghiệp. Có không? Nghe không? Rõ ràng chưa? Nên hiểu được nguyên lý này. Con mình còn nhỏ nó quá thông minh, ăn nít gì nó quá thông minh, nó nổi tiếng còn nhỏ 4-5 tuổi. Nhưng ngày xưa mà có mấy thằng mập mập u nu nó hát hay á, nó làm đủ trò cho người ta cười, tí hon tí gì đó. Nhưng quý vị coi sau này nó lớn tuổi nó lại không nổi tiếng, nó lên mười mấy tuổi nó không nổi nữa, phải không? Tại vì nó xài tuổi nhỏ, được nhiều người tán thán và xài tuổi nhỏ. Vậy thì làm sao cho đứa bé này mà sau này lớn tuổi mà nổi tiếng thành quả? Thì là lúc còn nhỏ hoàn toàn nó làm thiện nguyện hết, không có cho lấy tiền, thiện nguyện hết luôn, đi biểu diễn đồ cho người ta vui không à, đi làm vui không, không lấy tiền. Thì sau này nó khoảng 30 tuổi, sự thành đạt của nó không phải là đơn giản nữa, không phải là thành đạt đơn giản nữa, có khi nó lại là những danh nhân giàu của thế giới. Nó phải thành đạt đến mức như vậy đó, mà nó tiếp tục nó đẩy ra nữa thì nó thành đạt đến cõi trời. Đó là nó không có vãng sanh đó nghe, không có niệm Phật vãng sanh đó, là nó thành đạt cõi trời, mà nó phải có chức phận ở trên trời nữa, nó thành đạt cái phước nó lớn vậy đó. Đó thì quý vị biết cái phước nó đẩy lên cao vậy đó. Nhưng mà nếu còn nhỏ mà nó xài hết phước là sau này nó mười mấy tuổi là nó không có còn được cái gì nữa chứ. Quý vị thấy rất nhiều đứa bé ca sĩ còn nhỏ nó giỏi tới ghê, hát hay quá trời, nhưng mà nó lớn lên cái là nó không còn làm ca sĩ nữa, nó không có nổi tiếng gì nữa chứ, quý vị công nhận không? Nhiều lắm. Mà thêm nữa cái là còn nhỏ mà quá được tán thán, quá được người ta tôn kính. Nó quá nhỏ nó chưa có đủ cái phước đức đó, khi nó xài hết nó chết. Nên cái đứa bé mà nó cực kỳ khôn, quá khôn, mà khôn gọi là ma lanh đó, là mấy đứa đó nó ưa chết lắm. Còn hoặc sau này nó còn tồn tại, nó lớn lên nó cũng không có sự nghiệp gì hết chứ, nó trở thành kẻ nghèo, cực kỳ nghèo luôn, vì nó xài sạch lúc còn nhỏ. Phân tích cho vị nghe rất kỹ đó nghe. Đó, nên khi con người mình thành đạt là mình tin trong mạng có phước. Mình đã tin trong mạng có phước thì mình phải đẩy ra, đẩy ra, càng đẩy ra chừng nào nó càng đưa mình đi đến cái lúc tuổi già nó càng thành đạt hơn. Mà càng đẩy ra chừng nào thì cái tuổi này của mình cũng thành đạt hoài luôn nè. Thành đạt hoài luôn, thành đạt lên 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 vậy đó. Tại vì quý vị có phải đẩy ra hoài à. Còn nếu như bây giờ mà những đức mà có tiền, những đức chữ lại, cắt hết, rồi bắt đầu là những đức giữ gìn tham chấp, rồi là năm những đức khoảng cỡ 50 tuổi là hoàn toàn sụp đổ, là quả tay đến những đức luôn, và cũng bị tịch thu sạch nhất luôn, không còn một cái gì chứ. Mà những đức trở thành thăng tàn ma dại, đọa lạc trầm luân. Chứ sao? Nguyên lý này mình phải nắm được quý vị ơi. Nắm được nghe. Nó nên từ nơi đó mà khi một con người mà mình mà tu phước tu duyên vậy, quý vị sẽ an tâm còn hơn là giữ tiền bạc nhiều nữa. Tại vì bị giữ tiền bạc nhiều bị sợ người ta lấy. Nhất là giữ tiền bạc mà những cái đồng tiền bạc mà quý vị đã từng phạm phải sai lầm. Mà lúc trước do quý vị không biết tu, cái đồng tiền này nó không có tính vô cái chuyện mà trong nhà Phật nói. Trong nhà Phật có câu nói rằng một người tu hành, một người Phật tử mà làm những điều sai quấy để có được đồng tiền đó cúng dường Tam Bảo, Tam Bảo không chấp nhận, không chấp nhận cái điều con người đó làm việc sai quấy mà đi kiếm tiền tham lam trộm cắp để cúng cho Phật, Phật không nhận đồng tiền này, hiểu không? Nhưng mà một con người đó họ làm gái mại dâm mà họ không biết đạo, nhưng mà họ biết cúng dường cho Tam Bảo, Tam Bảo vẫn tiếp nhận đồng tiền đó của họ. Tính vào cái gì? Tính vào người phụ nữ này không biết Phật pháp mà lại có tâm. Khi người này biết Phật pháp mà tiếp tục đi làm thì Phật không tiếp nhận.
ta biết rồi mà còn đi làm thì Phật không tiếp nhận. Biết rồi mà phạm là Phật không tiếp nhận. Nên quý vị có thể hiểu được nguyên lý. Thí dụ như một người này, họ tạo ra một cái nghiệp quả mà họ có thể dính vào dòng lao lý, hiểu không? Nhưng mà họ biết xả cái đó ra trước thời hạn thì họ hóa giải cái dòng lao lý mà trở thành phước báo. Còn mình dùng cách này cách kia của thế gian mình giữ lại thì coi chừng nó sẽ đến với mình dòng lao lý. Cái nguyên lý là nó xả thì nó chết, nó xả tài thì tránh tai. Nguyên lý là gì? Xả tài tránh tai. Vì coi có nhiều người nhà giàu vô cùng mà con của họ lại phá sản. Tại vì nhà mình chữ tài nên con tai họa đến để lấy. Hiểu không? Có nghĩa là không ai gạt nổi mình luôn, mình quá khôn. Nhưng mình quên chuẩn bị đứa con bên cạnh. Đứa con bên cạnh là đứa quan gia mình, vì nó là con mình nên mình không để ý tới nó. Nhưng không ngờ nó chơi sau lưng mình. Nên quý vị mới thấy đau. Nghiệp quả nó phải đòi quý vị bằng một cách giả mang như vậy đó, chứ không có đòi bình thường. Người dân nước lã đòi quý vị đỡ đau, nhưng mà chính con quý vị, chính vợ, chính chồng, chính người thân, chính người bị tin tưởng nhất chơi quý vị sát giác, vì mới thấy đau đớn. Nên nghiệp quả đòi bằng cách đó. Hiểu không? Đó, đừng có nói chuyện giỡn nghe. Nghe những cái điều này nó sâu sắc lắm quý vị. Ô à, à. Đó, quý vị nghe đó, không phải phải là những đức giảng tin sâu nhân quả không? Nó giảng tin sâu nhân quả đó mà giảng rõ cho quý vị nghe luôn đó. Thì ra là ta nghe về đông, người ta nghe đông, người ta ngồi đây là do có ý lợi ích, đúng không? Nên ta mới ngồi nghe, chứ không dạy gì mà ngồi nghe đau chân chi chứ nghe. Nên những đức nói quý vị đi đến đây, dù quý vị nghèo sơ nghèo sát, nhưng quý vị nghe những đức chia sẻ mà quý vị mà về chăng thật làm đi, những đức nói quý vị trong vòng 3 năm sau quý vị sẽ có kết quả thay đổi số mệnh. Thay đổi số mệnh chỉ cần niệm Phật, nghe pháp, cởi mở tâm tư, vui vẻ trong mọi hoàn cảnh, không có nghĩ ác, làm ác đối với ai, dù nghèo cho sạch, đất cho thơm, chăng thật trong vòng 3 năm thay đổi số mệnh. Còn nếu như quý vị cứ duy trì vậy thì cả đời quý vị cũng là cốt khỉ quần cốt khỉ, mà còn đi đọa lạc nữa chứ được gì đâu. Còn có những người thì cái nghiệp duyên nó lạ gì nè, khi bị tu thì sự nghiệp bị lại không phát triển. Vì biết sao? Vì Phật Bồ Tát thấy sự nghiệp bị phát triển thì vì có quả tài, có nghiệp quan gia nó đang chờ quý vị để nó xử khi quý vị có sự nghiệp. Nên tự nhiên quý vị tu hoài mà sự nghiệp nó không phát triển, mà có khi nó còn đi xuống lại nữa, nhưng mà nó giúp cho quý vị cái phần khác là an tâm. Thấy không? Ờ, Phật pháp ta hay lắm. Còn Phật pháp biết cái người này phát triển sẽ được nè, không có con quan gia đang nhìn ngó nên sự nghiệp phát triển. Có nghĩa là cái quan trọng là Phật Bồ Tát từ bi, mong cho chúng sanh được bình an vô sự, vui vẻ an lạc vậy thôi. Thì suy nghĩ đi, có tiền giàu sang mà bất an còn không bằng không có tiền mà vui vẻ nữa. Có ba bữa cơm được rồi. Nói giờ quý vị đi đến chùa, quý vị thấy cũng sống đơn giản mà vui, thì về đây thấy vui mà, đúng không? Đó. Nên á, cái chiến này nè, trung thu là hoành tráng. Trung thu tổ chức cái này hoành tráng lắm á. Mà quý vị thấy cái tính nhân đức không? Nhân đức muốn cho người ta vui, nhân đức làm nhiều việc cho người ta vui. Lạ vậy đó. Miệng người ta vui là nhân đức khoái à? À, nhân đức vậy đó. Miệng người ta vui là nhà đức phái à? Người ta vui mà vui trong cái pháp vị, nghe vậy, vui trong sự tu hành là nhà đức thích lắm. Nó, mình thấy người ta vui là mình có ngồi ở đâu xa xa mình nhìn mình cũng vui nữa. Chứ không có phải cần thiết phải chơi chung trong đó, mà nhà đức thấy người ta vui là nhà đức đứng ở đâu, thường chung thu nhà đức ưa đứng lóc nhà nè, hoặc đứng ở cái khu vinh khu tăng nè, hoặc cái góc độ nào ở trong cái chùa mình đức nhìn thấy người ta chơi. Con người nhà đức là thích quan sát, quan sát niềm vui đó để sau này điều chỉnh lại cho nó vui hơn nữa. À, điều chỉnh lại cho người ta vui hơn. Chứ những đứa không có đi vô trong vị trí đó chứ.
Nó, quý vị để ý rõ ràng đó. Thì có người vậy mình mới có phước duyên. Mà chuyến này lại có anh chị ca sĩ mà một chục người đó lại hát. Không, bây giờ mình không làm thôi, làm trở thành gọi là la show lớn luôn quý vị ơi. Không, một chục người là la show đó quý vị, chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Mà vô nghe là gọi là gần gũi ca sĩ chơi chung, rồi ca sĩ còn chơi lồng đèn, chơi chung luôn. Không, nó nói chứ, mình nói thiệt chứ, ca sĩ mà nổi tiếng nè, đối với địa vị xã hội cũng cao lắm quý vị. Muốn gặp họ cũng không phải đơn giản đâu á. Ồ, họ ca sĩ nổi tiếng không giỡn đâu. Nhưng mà họ đi đến chùa mình họ đơn giản bình dị luôn. Kệ, có nhiều người quý vị người ta thích coi ca sĩ hát, nhưng mà người ta lại coi được trực tiếp ở tại chùa mình, mà lại hát những bài hát vì cha mẹ, vì nhân quả không. Mà nếu như những cái nhân sĩ, ca sĩ này mà họ mà đi hát nhạc Phật giáo, họ biết tu, thì cái người đó họ sẽ độ nhiều người lắm. Họ độ nhiều người lắm. Ví dụ như bây giờ mình nói mà Dương Ngọc Thái họ nói ăn chay thôi cũng ảnh hưởng lớn. Đừng có nói chuyện gì đòi hỏi cao nữa, ăn chay thôi là khó. Tại vì người ta có địa vị, có điều kiện mà ta đi ăn chay. Việc này khó làm mà ta làm được. Hiểu không? Nó giống như bây giờ Hoa hậu Kim Tho người ta ăn chay trường luôn rồi đó. Ăn chay trường luôn rồi đó. Rồi mẹ thì mẹ chồng thì muốn lên đây ở tu. Vì thấy đặc biệt không? Cụ lên chùa mình ở với vui quá, thích chùa mình đây. Ngộ cái ngôi chùa mình ngộ, ai đến là tự nhiên một lần là ấn tượng rồi quý vị ơi. Lỡ người ta vui hoài mà người ta không thích sao được. Cỡ nào người ta cũng thấy nó vui. Bây giờ quý vị ngồi trong đây nghe, dù quý vị chưa hiểu nhiều, nhưng nếu quý vị mà hòa mình cùng trong đây đi, quý vị sẽ có một cái cảm giác gì. Nó ủa sao ngộ ta, nó bình yên, nó sao lạ vậy ta. Rồi về quý vị mang cái dấu ấn này về nhà, rồi tiếp tục bật những buổi giảng này lên mà nghe, thì tự nhiên ở nhà được vui, đem Phật Pháp về nhà luôn rồi. Quý vị thấy không, Phật Pháp thì hay không? Có thể đến đây một lần thì đem về nhà để mà áp dụng tại nhà. Quý vị thấy, quý vị chỉ cần bấm thầy thích những đức là có những đức. Thấy không? Quý vị thấy không, cái mạng internet quý vị thấy không? Đó là Bồ Tát tạo ra cái mạng internet đó. Cái thờ Hòa Thượng Tịnh Không còn tại thế, Hòa Thượng Tịnh Không là người dẫn đầu về mạng internet, về giảng pháp trên không trung. Mạng internet thì người ta đứng đầu, nhưng mà ngài là giảng pháp trên không trung, là mạng internet này là Hòa Thượng Tịnh Không giống như người đứng đầu mà lập ra cái kênh lớn nhất của toàn thế giới. Nghe không? Kênh lớn nhất luôn. Nó đài truyền hình Hoa Tạng đồ này kia rồi là toàn là kênh của Hòa Thượng Tịnh Không. Thì vị biết rằng là bây giờ đây chắc chắn là Phật Bồ Tát biết cái xã hội phát triển về cái xã hội này quá phát triển. Bây giờ đưa cái tình hình mạng internet này ra để cho chúng sanh có duyên gặp Phật Pháp thì phải đẩy từ đây mà ra. Chứ nếu như không có tình hình mạng internet này thì có người bận biểu bây giờ làm sao học Phật Pháp được. Đúng quý vị? Còn những người nào muốn hư thì lên đó cũng hư được. Nó cũng có cơ hội cho nó tiện bề hư. Còn ai muốn học Phật thì cũng lên đó được, tiện bề học Phật. Tùy vào cái sự chọn lựa của bạn. Giống như bây giờ á, chùa mình ở đây, còn bên kia thì mình nói ví dụ như là quán nhậu, quán bia, rồi quán bar, sàn nhảy, quýnh bài, casino, ví dụ. Thì đi đến cái vùng binh này, ai thích ghé chùa thì đi vô chùa, ai thích ghé mấy cái khu vui chơi kia thì đi vô khu vui chơi kia. Thì giống như là cái trang mạng vậy đó. Quý vị vô đó, quý vị muốn thích cái gì thì quý vị vô đó, vị chọn lựa đi. Đúng là cũng tự tại thiệt. Hiểu không? Nó tỷ vị thôi. Nên từ nơi đó mà giờ đây nghe gì thấy nó vui, nó có cái sự hay, có cởi mở. Mình về có khi quý vị hơi buồn buồn mới bấm lên thầy thích nhận đức hoặc là chùa Hộ Pháp, cái càng thấy thầy thích nhận thôi là nó vô chữ đức. Bây giờ bị bấm trang nào cũng có hình Nhân Đức vậy. Trang nào cũng thấy hình Nhân Đức. Giống bây giờ là giống như gương mặt Nhân Đức là nó chai trên mạng, chai đầy trên mạng cho nó, hiểu chưa? Nó quá trời nhiều luôn.
Nên là cứ đăng ký cái trang là tất cả chương trình về chùa mình là quý vị coi được hết. Cứ bấm cái trang Chân Thành Niệm Phật Vô Lượng Thọ, hoặc là muốn coi ký sự thì niệm Phật cả đời. Đăng ký cái trang đó, niệm Phật cả đời. Thấy không? Bây giờ quý vị vô cái trang mà niệm Phật cả đời, quý vị coi mấy cái buổi những đứa đưa vô đó đi. Cố gắng trong vòng từ đây tới 10 ngày vô nó coi cho nhiều. Để những đứa lấy 4.000 tiếng thôi coi nó làm được cái gì. Thấy không? Thí nghiệm. Nhân Đức muốn tạo ra một tư tưởng mới nữa nè, để đem Phật Pháp giới thiệu bằng một cách khác nữa nè. Nó có nghĩa là Nhân Đức làm việc là toàn là Phật Pháp đó. Tại vì cái sự phát triển của truyền hình mạng internet bây giờ phải biết dùng để mà phát triển Phật Pháp. Chứ tiền mà ai mà nghĩ cái gì kiếm cái đó. Hiểu quý vị? Nhưng mà mình phải làm sao trở thành một mô hình. Cứ nghe người ta nói hoài mà không biết nó như thế nào. Làm thử coi nó làm sao. Nó nên bây giờ những buổi giảng mà lễ lọc như Đức để vô đó đó, nó không có đi nhạc đầu tiên, vì nhạc nó có bản quyền, nên không có đi nhạc đầu tiên, gọt hết là vô giảng luôn. Thì quý vị quan trọng là nghe giảng mà, thì vô đó coi đi. Từ đây tới 10 ngày nữa mà làm sao được 4.000 tiếng đó, để như Đức thí nghiệm cái trang này thử coi làm sao. Còn cái lượt đăng ký thì phù hợp rồi. Đăng ký thì bây giờ gần 3.000 người đăng ký rồi. Nó mới đây mà gần 3.000 người đăng ký là dữ lắm đó quý vị. Mới lập có mấy ngày rồi phải không? Mà cái trang niệm Phật cả đời này là sau này toàn là những đoạn ký sự để vô đó không đó. Mà ngày nào cũng có ký sự chứ. Ngày nào cũng có ký sự chứ, nhân sinh cho quý vị coi. Đó, rồi những đức cũng đang, bữa đó những đức có chia sẻ cái bài giảng mà từ khi mà lúc những đức còn nhỏ ở một gia đình sao sao. Nó nói mình học với ông thầy mình cũng biết cái lịch sử ông thầy này chút coi làm sao. Hiểu không? Kể hết luôn. Rồi duyên gặp Phật Pháp làm sao, thay đổi cuộc đời làm sao. Những đức thấy đúng rõ ràng quá khổ. Kể rồi mà thấy đúng là khổ thiệt. Mà không ngờ gặp Phật Pháp để thay đổi cuộc đời, để mong nhiều người cũng thay đổi cuộc đời như mình. Thật sự mà nói, cái cuộc đời những đức mà đóng một cái phim ảnh coi cũng xuất sắc lắm quý vị. À, giỡn đâu. Nó đi từ công đoạn lạ ghê á. Kể rồi mới thấy từng đoạn, từng đoạn, từng đoạn, từng đoạn, từng đoạn. Mà những đức phải lọc qua hết đời quý vị. Những đức phải sàng qua hết đời luôn. Rồi xong rồi những đức mới bước vô đạo. Nên những đức mới nói chuyện với quý vị nghe được nè. Đó. Nếu như những đức mà đi tu từ nhỏ thì những đức thông minh đến mức cực điểm, những đức giảng kinh với quý vị nghe. Mà khi giảng kinh rồi quý vị nghe nổi không? Nó. Nên từ nơi đó rõ ràng Phật Pháp bây giờ gọi là Phật Pháp nhân sinh. Bây giờ mà giảng kinh là nghe hết nổi rồi. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng là đến mức cao thủ rồi. Nhưng mà quý vị nghe mấy người quý vị có thể lãnh ngộ được. Không phải giỡn đâu nghe. Tại vì cái sức mở rộng của Ngài nó quá xa. Mà con người mình bây giờ là mình dễ lạc lối lắm. Chỉ cần mở rộng xa là quý vị lạc lối. Đơn giản thôi, đang niệm Phật gì mà tán thán đệ tử quy thôi. Vì mà nhào vô đệ tử quy cái mà bỏ niệm Phật. Lạ ghê không? Thật sự quý vị biết Nhân Đức là người đơn giản, không hiểu nhiều thì Nhân Đức cũng hiểu nữa. Cái nguyên lý của giảng Pháp là môn nào thì tán thán môn nay. Môn nào cũng số 1 hết trơn á. Nhưng bạn muốn đi vào số 1 nào? Nếu như bạn muốn đi vào văn hóa truyền thống số 1 thì bạn đi vào số 1 đó, nhân sinh. Rồi bạn thông hoàn toàn cái đó, bạn niệm Phật thì cũng đạt. Nhưng bạn thông nổi không? Bạn không có thời gian để thông được. Cuối cùng thọ mạng đến, bạn chết. Bạn ở trong nhân sinh mà chưa giữ được năm giới thì bạn không được thăng người. Kinh khủng không? Không có đơn giản như bạn nghĩ đâu. Nó thập thiện. Bạn nói thập thiện dễ làm lắm hả? Nhưng mà vì sao Ngài phải giảng? Phải tán tán thập thiện. Tại vì Ngài phải giảng hết để người ta lấy đó để làm tham khảo. Bạn xem lại bạn có khả năng làm được không, để bạn mới chọn tịnh độ. Cái cách giảng của Ngài là như vậy đó. Hiểu không? Bây giờ tất cả những cái bánh Ngài đưa ra hết, tất cả những cái bánh ngon Ngài đưa ra hết cho quý vị luôn, để quý vị coi coi cái bánh nào quý vị lấy dễ nhất. Nguyên lý này mà không hiểu thì thôi tiêu à. Không hiểu thì tiêu. Rồi Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng giảng trì giới nữa. Tại vì sao? Cho bạn tham khảo. Khi bạn tham khảo rồi bạn mới thấy
không đơn giản. Chỉ giới là pháp tự lực, nên cuối cùng cái này bạn làm quá khó. Để đạt đến trình độ đó thì cũng cực kỳ khó. Thập thiện bạn cũng cực kỳ khó làm luôn. Còn năm giới được làm người cũng không đơn giản. Cuối cùng thì ngày quy về cái đoạn cuối là gì? Niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vì công nhận bây giờ cái cách giảng của Thượng Định Không, quý vị để ý chúng tôi bị thấy ra rõ ràng không? Ngày giảng muôn kinh vạn luận, vì sao? Vì đời ngài mà không giảng ai giảng? Bây giờ mà muôn kinh vạn luận đó ngài mà không giảng, kinh Kim Cang, Pháp Hoa, rồi kinh Lăng Nghiêm ngài giảng hết, kinh Hoa Nghiêm ngài giảng luôn, giảng mấy lần, kinh Vô Lượng Thọ giảng nhiều nhất. Vì sao? Vì tịnh độ giảng sanh là quan trọng. Ý là như vậy, Phật Bồ Tát chỉ điểm mình đó, tịnh độ giảng sanh là quan trọng nhất, hiểu không? Nên từ nơi đó mà đem hết cho quý vị tham khảo luôn. Còn quý vị cứ nhào vô bị làm đi, làm phải không được thì chạy ra, thấy nó khó quá rồi. Cuối cùng thì phải áp dụng cái lời của Phật dạy là thờ mạt pháp, niệm Phật thành tựu. Đó, thì nghe chỗ này nó quan trọng lắm nè. Nên nhiều người quý vị cứ chấp cứng, chấp nặng à, rồi bị đi nhồi nhét, nghĩa là ngày nào giờ nào cũng phải nhồi nhét vô, nhồi nhét vô. Thí dụ như cô giáo Lưu Tú Văn, cô có thể nghe một bài giảng mà cô nghe một ngày 10 lần. Trong thời cuộc này mấy người nghe gì? Vì đi nghe thử đi. Quý vị mà nghe người ta nghe sanh an lạc, quý vị nghe sanh phiền não. Tôi hoàn toàn thử hết rồi nè. Vì cô cảnh giới đó, cô phù hợp được, cô làm được. Tâm hoàn toàn nó nhẹ nhàng, nghe không chấp pháp, cuối cùng mới đạt pháp. Còn quý vị nghe là để muốn đạt pháp, nên quý vị thành chấp pháp. Hiểu không? Không có kết quả là như vậy đó. Nên hồi đó những đức nghe ngày 5 năm, những đức nói công nhận hòa thượng giảng hay quá. Nhưng mà nếu con tiếp tục mà nghe như vậy thì sự hành trì con nằm ở đâu? Cuối cùng những đức phải tạm ngưng lại và hành trì niệm Phật tới bây giờ. Thì những đức niệm Phật luôn tới bây giờ, thì bắt đầu những lời giảng hòa thượng ngày xưa những đức nghe, những đức lại nhớ lại hết. Trong khi những đức nghe mà muốn nhớ thì nó lại không nhớ, không có nhớ. Tại vì quý vị nghe mà muốn nhớ thì tâm quý vị nó có cái muốn nhớ, nó cản tất cả cái nhớ. Còn khi quý vị giữ tâm an lạc bình thường mà nghe thì tự nhiên nhớ, là pháp sanh tự nhiên quý vị à. Nhưng bây giờ mà như đức nghe hòa thượng giảng là nghe câu nào nhớ câu nấy à, tại vì nó thông tâm nên nghe câu nào nó nhớ câu nấy hết trơn. Rồi thấy tự nhiên cái việc làm mình mà mình làm hòa thượng giảng nó phù hợp, tự nhiên mình nghe mình thấy mình phù hợp lắm. Rồi cứ cái đà vậy thôi, mình cứ niệm Phật, rồi mỗi ngày mình tán thán bổ nguyện Di Đà, rồi gây dựng tín nguyện cho người ta niệm Phật đi, cứ gì làm hoài. Người nào muốn tu tịnh độ mà cả đời thì cứ vậy mà tu, hiểu không? Hoặc là mình lấy tinh hoa lời giảng hòa thượng Tịnh Không để dạy người ta tu nghiêm túc, chứ mình không đi xa như ngài. Vì ngài làm rồi mà mình làm nữa, mình làm có được. Nên nếu mà đệ tử của đại lão hòa thượng Tịnh Không á, mà ở bên Tịnh Tông á, mà nếu như có một người mà chỉ cần nhìn được điều này, đừng có giảng kinh nữa, mà hãy lấy cái những bài giảng của hòa thượng chích lục những văn tự quan trọng tu tịnh độ rồi giảng lại, người đó sẽ kế thừa hòa thượng. Chắc chắn Tịnh Tông sẽ có người xuất hiện giảng pháp nổi tiếng thế giới nữa. Tại vì sao? Vì nếu mình giảng như hòa thượng thì không khác nào mình giảng làm sao bằng ngài. Mà kinh giáo để mình ngài là bậc cao tăng giảng là được rồi, để cái những bài giảng đó ngài giảng cho mình tham khảo là đủ rồi. Còn tới đời chúng ta phải lấy tinh hoa, vì mình là đi đường tắt, còn ngài là có thể đi vòng vòng đi đến mục tiêu cũng được nè. Còn mình là mình đi đường tắt mới được. Mình đi vòng vòng như ngài, mình đi chưa tới chỗ là mình đã rước đài. Hiểu quý vị? Đó, không phải là tôi không biết đâu, nhưng mà tôi không muốn làm cao xa. Nên bây giờ mà nói mà kêu mà tôi mà giảng kinh ra mà nói là tôi giảng kinh, tôi không dám đâu. Tôi đều là lấy văn tự trong kinh mà giảng ra đề giảng, chứ tôi không có nói giảng kinh. Sao dám vậy? Không có khả năng này. Cứ làm cái khả năng này đi. Còn quý vị muốn nghe kinh Vô Lượng Thọ giảng thì nghe của hòa thượng á, ngài giảng hết trơn rồi đó. Muốn nghe kinh Hoa Nghiêm thì nghe ngài giảng đi, rồi quý vị mới thấy cái cao siêu trong kinh đó. Rồi lúc đó quý vị mới thấy giật mình. Tại vì sao? Vì quá cao siêu.
Ngài có thể đi một vòng rất xa rồi Ngài mới đẩy vô tịnh độ. Nói mà một vòng xa chưa tới tịnh độ là quý vị tạm ngưng khỏi nghe rồi, vì không có sức kiên nhẫn đó đâu, hiểu không? À, những đứa đã từng coi nghe nghe kinh Ngài giảng quá trời luôn mà những đứa không biết nữa thôi. Nên bây giờ con người bây giờ là con người đang gấp gáp, con người đang đôn chạy đáo nhanh lẹ. Giống như thật sự mà nói á, con người mình bây giờ là thích làm cái gì biết không? Làm ít mà hưởng nhiều, thấy không? Phải không? Đa phần là muốn làm ít mà hưởng nhiều, tàn là muốn hưởng của cha mẹ để lại sự nghiệp cơ mà. Vậy thì Cha Di Đà để lại rồi đó, xong hưởng đi. Cha Di Đà để lại báu vật mà không chịu hưởng. Ngài tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ Ngài lọc tất cả những cái quốc độ của chư Phật, Ngài lọc tất cả quốc độ của chư Phật, lấy những cái đẹp, cái tốt nhất. Lấy bằng cách nào quý vị biết không? Nhìn cái quốc độ Ta Bà, cái chỗ nào ngon nhất thì Ngài tu cái đó để đạt chỗ đó. Thấy không? Còn cái quốc độ Hoa Tạng thì sao? Thì Ngài tu cái đó để đạt cái tốt nhất ở Hoa Tạng. Cái quốc độ Phật nào sao? Ngài tu cái đó Ngài đạt. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài có khả năng đạt tất cả các pháp tổng trì, Ngài đạt hết luôn. Và mười phương quốc độ chư Phật, mười phương là con số viên mãn, chứ gọi là vô lượng quốc độ chư Phật. Thì Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài tu hết luôn, Ngài tu sạch và đạt hết luôn. Rồi Ngài nguyện tất cả những cái tốt đẹp nhất, cái thành tựu thù thắng nhất của mỗi một quốc độ chư Phật quy về Cực Lạc. Nên mười phương chư Phật, cái thế giới Cực Lạc gọi là trung tâm của quốc độ chư Phật. Nhớ nghe, trung tâm của quốc độ chư Phật. Giống như ai đi đến Vũng Tàu thì nhất định phải ghé ngang khu du lịch Vũng Tàu, không nói gì. Nó gọi là giống trung tâm chứ quý vị, nó là điểm trung tâm rồi. Thì quốc độ của chư Phật đa dạng thì thế giới Cực Lạc là trung tâm chính. À, quốc độ Cực Lạc mà là trung tâm chính mà mình không về về đâu. Nên mà Ngài lại phát ra cái nguyện mà để cho mình về, thì giống như cha mẹ mà để của cải lại cho con dễ lấy, quá dễ lấy. Bây giờ nếu mà Ngài đưa kinh luận ra thì mình lấy không nổi. Cuối cùng Ngài nghĩ chỉ có một cách thôi, đem danh hiệu Ngài ra để mà thanh tựu chúng sanh. Thấy không? Ví dụ như bây giờ những đức đang tu tịnh độ chuyên nhất, bây giờ bị nghe tên những đức là biết chuyên niệm Phật rồi, đúng không? Đó là tôi cũng nhìn được Ngài Pháp Tạng Phật A Di Đà Ngài làm đó. Ngài lấy danh hiệu của Ngài để độ chúng sanh mười phương khắp pháp giới. Còn bây giờ ai nghe đến tên tôi là nói ông này niệm Phật nè, để người ta có một cái chỗ chọn lựa tu. Ông này ông không có thêm gì đi chứ niệm Phật không à. Viết rồi tất cả văn tự ông đều gọt gọn hết trơn, chỉ còn có niệm Phật. Chỉ có niệm Phật phải không? Nhưng mà những đức quay một vòng quý vị cũng dễ hiểu. Người ta quay quý vị bị tưng tưng. Còn những đức quay quý vị cảm thấy vui. Đúng không? Rõ ràng mà. Bây giờ quý vị coi những đức giảng, bây giờ những đức chia sẻ bây giờ một tiếng rưỡi rồi đó, là những đứa cũng quay viện tiếng rưỡi mà quý vị tươi rói à, đúng không? Đó, quay mà đi về được. Còn nếu không bị quay rồi về không được luôn. À, có những người giảng thì vô thì ra không được, vì về không được luôn. Vì về mà đi giống như cái người mất hồn vậy. Tại vì để cái hồn lại bị nhớ suy nghĩ, cuối cùng bị mất hồn luôn. Còn bị nghe những đứa xong thì đâu cần suy nghĩ đâu, tại vì văn tự rõ ràng mà suy nghĩ gì, hiểu không? À, quý vị thấy không, Đức Phật A Di Đà Ngài từ bi chưa? Ngài đem danh hiệu của Ngài ra để cứu độ mình. Sự khổ đau gì của chằn lao này đều niệm Phật thì Ngài cứu độ. Ngài nói rằng niệm ta cứu độ, mà càng niệm mới càng thích. Vì mình mà nếu càng niệm Phật mà càng thích là phù hợp vào bổn nguyện Di Đà, thành công là chắc rồi. Nên cái người ở đây là cái người giảng sanh nè. Cái người ở đây là người về Cực Lạc.
Bây giờ chúng ta nói trong cái thời đại này mà nghe mà thấy hứng thú nhất là bây giờ thế giới cực lạc là một đất nước tốt. Thế giới cực lạc là một đất nước tốt. Quý vị thấy có rất nhiều người muốn di dân đến những cái đất nước tốt, đất nước mà phát triển kinh tế, đúng không? Có nhiều người muốn lắm. Nhưng mà chắc chắn quý vị, không có ông vua nào của cái nước nào mà bằng ông vua A Di Đà Phật, đúng không? Bây giờ quý vị muốn qua nước Mỹ hay nước nào, quý vị cũng thấy dù nền kinh tế phát triển nhưng mà vẫn phải sanh già bệnh chết, rồi vẫn có chiến tranh, rồi vẫn có cướp giật, đúng không? Dù cho quốc gia có phát triển tốt nhưng vẫn có cướp giật, đúng không? Đó. Chỉ có cái đất nước cực lạc là không có cướp giật. Hay không? Công nhận thiệt. Bởi vì Phật A Di Đà là vua của các vua, Phật của các Phật, thầy của các thầy. Cái câu này ghê thiệt. Vua của các vua mà Phật của các Phật, mà thầy của các thầy. Câu này bị mới nghe phải không? Vì sao chúng ta nói Phật A Di Đà là Phật của các Phật? Vì kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói: giả sử Như Lai ưng sức thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Còn một câu nữa: Nam mô Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Phải là Phật trong các Phật không, rồi vua trong các vua không, thầy trong các thầy. Vì mà một quốc độ gì, một nước gì mà không gì, vì chọn nước nào? Hiểu không? Nên ở đất nước Việt Nam cứ yên mà lo tu đi, đừng có muốn đi di dân nước nào hết trơn á. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Đúng quý vị. Rồi mình ở đây mình sống lai rai đơn giản, nghe pháp mỗi tuần chủ nhật thứ bảy rồi đến tu, trung thu đến dự, vui vẻ được rồi, đúng không? Rồi bắt đầu là tương lai Phật A Di Đà không phải là dùng cái phương tiện máy bay, cũng không dùng phương tiện khác, mà đích thân ngày đến. Những đức nói chưa từng thấy, chưa từng thấy ông vua nước nào mà đi đến rước mình. Chúng ta bây giờ có di dân đến nước Mỹ hay quốc độ nào thì cũng là tự mình đi đến đó không, tự lực không, phải kiếm tiền, kiếm người bảo lãnh, đủ cách phải đi vô trong cái chỗ mà người ta gì, người ta phải coi mình phỏng vấn, đúng rồi, phỏng vấn, đúng rồi, phỏng vấn đồ ngon lành, đúng không? Mà phỏng vấn không được là không được đi, đúng không? Chưa có từng thấy ông vua nước nào mà đến rước mình. Dù mình phát tâm đến nước họ mà họ có rước mình đâu. Mình đến nước họ mình ở mà họ cũng không biết mình. Chỉ có đất nước A Di Đà Phật. Gì đâu mà nghe một cái xúc động ghê. Chỉ có ông vua A Di Đà Phật mà ông đích thân, ông dẫn thêm hai vị thừa tướng đi theo. Nói vậy cho dễ hiểu. Vì coi ngài đứng kìa, hai vị thừa tướng là Quan Âm và Thế Chí á, tả hữu hai bên. Nào, hai vị tả hữu hai bên, một bên từ bi, một bên trí tuệ, để cùng với A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng sanh mười phương khắp pháp giới. Mà hai vị thừa tướng này lại là hai vị cổ Phật chứ không phải người tầm thường. Cổ Phật chứ không phải tầm thường. Mà vì sao đến bên cạnh Phật A Di Đà để làm Bồ Tát, hạ một cấp làm đệ tử Phật A Di Đà? Vì thấy Phật A Di Đà phát cái nguyện lớn quá. Cái nguyện của ngài mà bao trùm mười phương chư Phật, nên cổ Phật phải đến để làm sức ảnh hưởng cho mười phương chư Phật. À, bây giờ thế giới cực lạc kìa, Quan Âm Thế Chí là cổ Phật mà đến kìa. Vậy tại sao các vị Phật mười phương không kêu quốc độ các ngài đi đến thế giới cực lạc? Cái hành động làm đặc biệt ghê không? Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngài phải làm quy tắc này. Ngài mới khuyên chúng ta niệm A Di Đà Phật, quy y A Di Đà Phật,
để niệm Phật sanh cực lạc, thấy không? Đó, quá đặc biệt. Cái này mà chia sẻ tịnh độ này mới đi sắp sửa sâu rồi nè, thấy không? Đó, phân tách chỗ này quý vị mới là niệm Phật, quý vị mới gọi là khỏi bị dao động luôn rồi nè. Còn bây giờ mình ở cái cõi này mình niệm Phật thì mình phải bị người ta trở ngại chứ. Mình phải bị không vợ thì chồng, không chồng vợ thì con, không có đó thì bạn bè, rồi nếu không nữa thì gặp người xuất gia, người tu hành, mọi mặt đi khảo đảo để coi cái lòng tin của bạn dành cho A Di Đà Phật đến mức nào, hiểu không? Cái thành tựu của đường giảng sanh này của bạn chỉ có cái lòng tin, thì phải rèn cái lòng tin của bạn đạt tới trình độ tin như thế nào. Nếu bạn dễ bị dao động thì làm sao nói là tin? Bạn tin đến mức mà tan nhà mất mạng cũng phải tin, hiểu chưa? Không phải là bạn tin là tan nhà mất mạng, nhưng có những cái nghiệp duyên bạn phải tan nhà mất mạng thì mới biết được bạn tin cỡ nào. Nhưng khi bạn bước lên đài sen thì bạn mới thấy hoàn toàn nó đều là thành tựu, thành tựu hết rồi, thì bạn thấy không có cái gì khổ hết chứ. Thì ra là bạn bước lên đài sen, bạn mới thấy hoàn toàn vợ chồng con cháu bạn sẽ thành tựu hết. Thì lúc đó trời ơi, sự đãi ngộ của Phật A Di Đà, quý vị mới thấy trời ơi, con cúi đầu cung kính lại Đức Thế Tôn năm phút sát đắc, con về cực lạc rồi, con mới cảm nhận được điều này. Nên lúc đó rồi quý vị dùng cái trí của quý vị tặng hư không, dùng cặp mắt tặng hư không, dùng cái nhĩ căn tặng hư không, để quý vị lắng nghe và hiểu biết được cái sự kêu cầu khổ đau của chúng sanh mười phương khắp pháp giới mà định độ họ. Đặc biệt lắm, hiểu không? Còn nói sự đãi ngộ của thế giới cực lạc thì thôi, quá đặc biệt rồi, không có thể nào mà nước nào mà bằng. Bây giờ còn dùng phương tiện xe hơi, tàu ngầm, máy bay, còn thế giới cực lạc người ta cần gì dùng phương tiện? Quý vị muốn đi là đi, không cần bấm nút, không cần nhiên liệu, cái này nó mới tự tại. Máy bay bay trên trời mà còn rớt chết kìa, tàu ngầm mà còn khi còn đụng vô vào đá ngầm, có không? Có đụng đá không? Nó có đụng đá hoặc là đi lạc đường ray xe lửa. Từ nơi đó mà thế giới cực lạc là không bao giờ có cái chuyện quý vị đi lạc lối tầm bậy. Tại vì vì có năng lực này, quý vị đi một cái vèo là đi đến mười phương khắp pháp giới rồi. Cái sự tự tại này người bình thường chúng ta không có giải thích hết được sự tự tại này. Cái sự cùng cực an lạc này đến mức không tưởng tượng được. Mà cái sự cùng cực an lạc này nó làm cho quý vị diệt mất tất cả tham muốn luôn. Người không? Cái sự an lạc của thế giới cực lạc nó dẹp sạch tất cả những sự ham muốn quý vị trong cuộc đời. Nên những người mà ham muốn trong cuộc đời họ nghĩ rằng vì cực lạc không được gần con gái, không được gần chồng, thì vì cực lạc làm gì? Sai rồi. Vì khi quý vị vì cực lạc rồi, quý vị mới thấy những cái thứ đó là những thứ cực kỳ dơ giấy. Còn ở đây thì quý vị không biết, mình phải chịu thôi. Còn ở cực lạc là quý vị không bao giờ còn cái cảm giác này nữa, và quý vị mới thấy nó rõ ràng dơ giấy. Khỏi nói gì cực lạc, bậc A-la-hán người ta sơ quả người ta đã nhìn thấy rõ ràng là con người chúng ta đã dơ giấy cỡ nào, hiểu không? Nó nên từ nơi đó mà mình về cực lạc rồi bị yên tâm đi, cái sự an lạc của cực lạc không tưởng tượng được đâu, cực kỳ an lạc luôn. Nên không có bao giờ mà muốn cái chuyện đó đâu. Rồi quý vị sẽ tự đẹp, không cần phải trang điểm. Chứ mấy bà mà gọi là trang điểm quen rồi sửa mắt, sửa mũi, sửa miệng, thì bà nói gì cực lạc không biết còn thẩm mỹ viện không. Trời ơi, mấy bà mê cái vụ này giết mấy bà bị ám ảnh luôn, hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà về cực lạc là tự nhiên cái mô hình của người ta là nó thành một mẫu hình đẹp tròn vẹn, đặc biệt rồi. Một mẫu hình đẹp tròn vẹn mà hay nghe. Phật A Di Đà khi ngài tu, ngài phát cái tướng, cái mẫu hình của ngài, mà cái mẫu hình của Phật A Di Đà là quá hoàn chỉnh, có nghĩa là hoàn chỉnh đẹp, nó không có còn cái gì mà không đẹp nữa chứ. Thì ngài mới phát nguyện rằng là chúng sanh về cái quốc độ của tôi thì lúc đó họ đều giống hệt tôi, đặc biệt không? Lấy cái mẫu của ngài để sanh mẫu cho chúng sanh. Mà rõ ràng Phật A Di Đà là cha, còn mình là con A Di Đà Phật.
mình cũng A Di Đà Phật con quý vị. Đó, mình về A Di, mình về thế giới Cực Lạc mình là A Di Đà Phật con đó. Đó, mình đã là lãnh ngộ được cái sự nghiệp của cha, thì cha có giỏi bao nhiêu mình có giỏi bao nhiêu, nghe không? Cha có phước bao nhiêu mình có phước bao nhiêu, cha có năng lực bao nhiêu mình có năng lực bao nhiêu, và cha đẹp thì sao thì con phải đẹp y rang như vậy. Thử cái vị muốn về Cực Lạc không biết, muốn không? Còn nghe gì mà còn không muốn về nữa, thôi hãy muốn về nghe. Nó rồi Hương Linh Thai Nhi Cụ Quyền Thất Tổ gì đó, cô hồn phúc ơi phúc vượng, buông cái tâm hờn giận đi, nghe không? Phát nguyện niệm Phật giảng sanh đi. Mình kêu cái tiếng này lên cho tặng hư không khắp pháp giới, chúng sanh trong tam đồ ác đạo tỉnh ngộ niệm Phật đi. Cực Lạc đặc biệt quá không? Nhiều người chúng ta bệnh về thân tâm, hoặc là ung thư, bệnh không có thuốc trị, nhiều loại bệnh tật lắm, đúng không? Những người tàn tật khi sanh ra đời nó đều bị nặng nề từ nội tâm. Nội tâm là cái chủ chốt quan trọng nhất để nó gây ra bệnh càng nặng, và nó có thể gây ra nhiều đời nhiều kiếp mà mình phải đọa lạc luôn. Nhớ là thân bệnh chưa đáng sợ bằng tâm bệnh. Tâm bệnh nó có thể đẩy mình thẳng xuống tam đồ ác đạo. Nên chuyển hóa được tâm bệnh thì chuyển thân bệnh. Khi một con người mà bệnh đau tật nguyền, mà khi họ còn mang tâm bệnh ở trong cái đó nữa đó, thì khổ đau ghê lắm. Còn một con người bệnh đau thật nguyền mà họ chuyển hóa được cái tâm bệnh thì họ có khi cũng thành đạt lớn như lắm chứ không giỡn đâu. Như những đứa coi công đoạn mà chàng nít đó, cục tay cục chân mà khi nó chuyển được tâm bệnh thì nó phát huy cái thân thể của nó ghê lắm. Dù là cục tay cục chân vì mà đi giảng thuyết khắp nơi trên thế giới, trở thành một danh nhân thành đạt, tài năng dữ lắm quý vị. Còn bữa đó nhà Đức coi một cái chàng trai nó cục hai tay mà làm việc bằng cái chân không, nghĩa là nó phát triển được cái tâm lượng, nó chuyển hóa cái tâm buồn, phát triển cái tâm mà chấp nhận phải phát huy bản thân của mình, không có ủ rũ buồn khổ. Nếu như ủ rũ buồn khổ thì tiêu rồi. Nên cái câu nhà Đức nói là niệm Phật vui vẻ, lạc quan, chuyển hóa bệnh tật. Thứ nhất phải niệm Phật. Tại vì mình mang cái thân bệnh ở cuộc đời này, rồi thân tàn tật, nhưng mà mình có niệm Phật nên mình có hướng đi về. Mình có hướng đi về. Con người thường bế tắc là mình bị mất phương hướng. Thì công nhận là khi mình mất phương hướng là nó đáng sợ, chơ vơ. Nó giống như mình bị một cái cú sốc gì trong cuộc đời, bị gạt tiền, gạt tình. Đó. Mà quý vị mà bị cú sốc đó rồi, giống như là quý vị bế tắc, mất phương hướng, nghĩ rằng mình tin tưởng ai đó, rồi mình giao hết thân mạng, rồi tiền tài cho người ta, nhưng bị người ta lừa gạt một cái, tự nhiên con người mình nó bị bế tắc. Cái này là nhiều người người ta chết vì cái này không đó quý vị ơi. Nhưng mà tự nhiên người ta có duyên, người ta gặp được Phật Pháp. Khi người ta gặp được Phật Pháp một cái, bắt đầu là người ta nắm chắc Phật Pháp. Giống như có những người ung thư mà không có thuốc trị, mà không biết quấn víu ở đâu, vì mà ta gặp Phật Pháp, vì mà ta có con đường, thì thấy Phật Pháp nó đặc biệt, nó cho mình một con đường.
Bắt đầu người ta nghe giảng thuyết này kia, ta nghe giảng thuyết bắt đầu người ta cởi mở tâm tư. Không lẽ bây giờ mình chịu chết, dẫm chân đó mà chết sao? Bây giờ có con đường rồi, bây giờ mình phải tiếp tục nghe pháp. Mà người ta nghe pháp xong người ta mới hiểu nhân quả. Mà khi người ta hiểu nhân quả nó mới cởi mở được quý vị, đúng không? Nghĩa là người ta hiểu nhân quả rồi người ta mới cởi mở được. Cái này là cái quan trọng. Nên cái người học đạo, cái người nghe đạo, mà cái người nghe được nhân quả nó mới thông tâm. Nhớ, nghe được nhân quả nó mới thông tâm. Nếu như mà mình mang một cái tâm mà hờn trách, cứ trách số phận, trách ông trời, trách rằng là tại sao mà bất công với tôi gì, tôi tội tình gì, làm lỗi gì đâu mà tại sao tôi bị gì, mình cứ mang tâm trách thôi, thì cái tâm trách này nó đi sâu vào cái khổ và nó càng bế tắc thêm. Nghĩa là càng trách càng bế tắc, càng trách càng bế tắc. Rồi nuôi con đồ nhiệt tình hết mình, lo cho vợ chồng nhiệt tình mà nó đối xử tệ bạc với mình, họ trách trách tại sao đối xử với tôi vậy, mà nó càng đặt cái câu tại sao đối xử với tôi như vậy thì nó càng đi vào cái khổ. Nghĩa là cái khổ này là cái khổ không có lối thoát, nhưng mà chỉ có nhờ Phật pháp, mà Phật pháp mới cho mình cái lối thoát, cho mình một phương hướng, cho mình con đường. Là do gì? Nó tin nhân quả, đúng không? Gieo nhân gặt quả. Nó ngay cái chỗ gieo nhân gặt quả nên mình mới được gì. Cho nên quý vị nghe Phật pháp nó quan trọng lắm. Nên mình dẫn một người, người ta đi tu mà người ta nghe pháp á, nó mới quan trọng. Những đức nói quý vị nghe, niệm Phật rất quan trọng, nhưng mà không quan trọng bằng nghe pháp. 100% những đức đã kiểm nghiệm rồi đó. Nếu như quý vị mà không nghe pháp, quý vị sẽ bỏ niệm Phật. Mà đã là bỏ niệm Phật thì còn gì là nó quan trọng nữa. Cái quan trọng làm sao mà nghe pháp mà không bỏ niệm Phật. Mà khi mình không bỏ niệm Phật thì mình mới thấy cái niệm Phật nó lợi ích. Còn nếu như mà giữa chừng mình bỏ niệm Phật vì mình bỏ cuộc, còn gì nó đâu lợi ích. Nên những đức thấy rằng dưới căn tính của mình, nghe pháp quan trọng hơn niệm Phật. Tại vì phải gầy dựng cho nó mạnh rồi nó niệm Phật. Như người xưa đi, người ta như Dương Đầu Ngốc đồ dạy, người ta có câu vật hiệu, người ta không cần nghe pháp, như ngốc thôi, gọi là đại ngu như trí, không biết gì, nhưng mà dạy chỗ nào là bám chắc. Mà duyên ta đặc biệt, phải gặp người mà dạy tùm lum thì tiêu thôi. Nhưng mà gặp người đặc biệt dạy có câu vật hiệu nên người ta nắm chắc câu vật hiệu. Người ta tuy ngốc nhưng dạy người ta câu vật hiệu là người ta niệm luôn, nên người ta thành công cực kỳ lớn luôn. Rồi ông thợ giá nồi dạy cho người ta câu vật hiệu là người ta nắm chắc luôn. Rồi ông thợ lò ghen niệm một câu vật hiệu là người ta thành công. Còn mình bây giờ mình không phải căn tính đó, mình là cái dạng căn tính mà gọi là lưng chừng. Mình là căn tính lưng chừng, nửa nam nửa nữ. Mình bây giờ là căn tính nửa nam nửa nữ quý vị ơi, không có quyết định một điểm nào hết trơn á. Có khi mình lại là nam, rồi có khi mình lại là nữ, lưng chừng vậy đó. Căn tính này là gọi là căn tính lưng chừng, căn tính mà năm năm, nó giống như ba gọi vậy đó, mở ra mở, thịt ra thịt, lợn cợn nằm bên trong. Quý vị mà ăn mặn, quý vị coi mua thịt heo bây giờ, trong thịt heo nó có nhiều loại lợn cợn, nó không phải thịt như năm xưa. Tại Nhân Đức là thợ nấu mà hồi đó, thì Nhân Đức kiểm định là 5-7 năm về trước thì heo ở dưới quê á, thịt da mỡ của nó rõ ràng lắm, chắc lắm, cứng lắm. Nhưng mà sau này nè, là thịt heo nó lợn cợn bên trong, có những cục máu, cục nó nằm bên trong, rồi có những cục gạo nằm bên trong thịt heo. Nên mình là cái dạng loại thịt heo đó đó, đúng không? Căn tính mình bây giờ là cái dạng đó đó quý vị đó. Nên bây giờ là phải càng quy tâm, phải càng nghe pháp để quy tâm, quy cái tâm hướng về mục tiêu niệm Phật, cho nó gầy dựng cho thật là sâu, thì câu vật hiệu này mình mới niệm cả đời. Nên hai cái bài giảng cực kỳ quan trọng luôn đó, là một câu ai Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quá. Hai cái bài giảng nó quan trọng lắm. Cái số lượng nó, cái số lượng tăng lên chậm,
Bây giờ một ngày người ta nghe khoảng 7.000 người. Hai cái bài giảng đó, một bài giảng một ngày khoảng 7.000 người ta nghe. Nhưng mà 7.000 người nghe chứ nó còn trọng lượng, còn nặng căng hơn là những bài giảng người khác mà 700.000. Thật sự luôn, 700.000 cũng bằng. Tại sao biết không? Vì 7.000 người này là 7.000 người được rèn luyện mà nghe cứ nhắc hoài niệm Phật, nhắc hoài niệm Phật, nhắc hoài niệm Phật mà vẫn hưng khởi. Mà quý vị nghe mà nhắc hoài niệm Phật mà vẫn hưng khởi đó là quý vị phải là người tín nguyện niệm Phật. Nhớ nghe, phải tín nguyện niệm Phật. Quý vị mà không tín nguyện niệm Phật là quý vị giải đãi à. Quý vị không tín nguyện niệm Phật là quý vị lang thang. Tại tín nguyện niệm Phật là nó bám vào một cái điểm trụ, mà không tín nguyện niệm Phật là nó lang thang. Nó lang thang đầu này đầu kia đầu nọ, nó làm cả cùng tử đi tìm. Nhưng mà câu vật hiệu này quý vị mà chịu gầy dựng đấy, là nó thành báo vật. Khỏi cần đi tìm, nó thành báo vật. Bây giờ hàng cư sĩ cứ nhìn ngay những đức nè. Những đức là chỉ có niệm Phật thôi. Mà nếu mà bây giờ mà nói những đức gọi là cái dạng gọi là giàu sức thế gian, giàu sức thế gian, có điều kiện, có cuộc sống ổn định, có niềm vui, có phương hướng giải thoát, làm được việc ý nghĩa trong cuộc đời và mục tiêu cầu sanh cực lạc, nên nó là giàu sức thế gian. Hiểu chưa? Mà giàu sức thế gian là gì biết không? Cái giàu sức thế gian là tiền bạc xài không hết. Còn quý vị giàu thế gian quý vị hết và có quả tai. Tại vì giàu thế gian là vì nhiều tiền quá mà vì chắc chứa. Rồi quý vị không có hướng người ta giải thoát và tâm quý vị không giải thoát, thì cái giàu thế gian nó có quả tai. Còn cái giàu sức thế gian là công đức, mà cái công đức là nó không bao giờ thiếu. Công đức là nó không có thiếu. Mà nó càng sanh công đức thì nó càng nghĩ nhiều việc lợi ích cho người ta. Nó càng sanh công đức là nó càng nghĩ thiện pháp, nó càng nghĩ những việc lợi ích cho người ta. Tại vì mình vui khi mình nghĩ lợi ích cho người ta, mình vui khi mình làm cho người khác vui. Quý vị thấy rằng là có khi mà những đức mà ở dưới nhà ăn, những đức làm trò cho các cụ cừ, quý vị thấy chưa? Quý vị thấy ít có ông thầy nào mà làm vậy, không có luôn chứ ít gì. Hiểu không? Người ta là phải ngồi nghiêm trang, hiểu không? Người ta nói chuyện phải nghiêm, quay nghi dưới luật. Ông thầy ta phải gì đó. Còn quý vị thấy những đức đâu có thấy ông giống ông thầy bà gì đâu, hiểu không? Đâu giống thầy bà vậy đâu. Chỉ có bận y hậu lên thì giống một chút, chứ lột ra không giống. Thấy không? Không có giống thầy bà gì chứ nghe. Nên quý vị có thấy có bao giờ những đức xưng thầy với quý vị không? Mà từ xưa giờ luôn quý vị có bao giờ những đức thấy quý vị mà những đức xưng thầy với quý vị không? Không luôn. Vì tôi thấy tôi không có giống. Thấy không? Không giống mà người ta phái. Lạ kỳ. Đó. Thì những đức biết à, cái căn tính mình bây giờ là cái căn tính ba gọi. Cái căn tính lợn cợn. Cái căn tính ba trợn, ba lơn. Nó cái căn tính mình bây giờ á. Nên quý vị phải dùng cái loại thuốc ba trợn. Đó. Thì họ phải uống lắm quý vị. Vậy thấy, vậy thấy người nào mà hài hước mà nó xàm nhiều là người ta phải coi. Thấy không? Nhưng mà làm sao mà quý vị biết cách để đem Phật pháp bỏ vào. Bỏ vào. Chứ con người bây giờ họ bận quá, họ không có thời gian để họ động não. Tại vì quý vị bận cái đầu óc quá, thần kinh nó đã căng thẳng rồi. Nhưng mà làm cho quý vị động não nữa đó thì sợ nó đứt. Đứt nghe không giỡn đâu. Đứt. Ví dụ như quý vị thấy những quý vị nghe những đức chia sẻ Phật pháp là
cái tâm trí bị nó an lạc, nó thoải mái. Đúng không? An lạc thoải mái. Tại những đức không có tạo những cái văn tự cho quý vị mà phải nặng, căng thẳng thần kinh, sợ thần kinh bị đứt. Lỡ mấy bạn đứt mấy bài bạ và thần kinh đứng lên. Bây giờ chúng ta phát nguyện đọc 12 lời đại nguyện nè, để cho người còn sống hay người đã mất đồ, tất cả hương linh thai nhi của quyền thất tổ, quan gia trái chủ đều là niệm Phật phát nguyện sanh cực lạc nè. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hoan nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hoa xanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. À, mỗi người chúng ta nghe tịnh độ nên phát nguyện cả đời này chân thật niệm Phật và hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc quý vị. Ai vừa đọc rồi. Nguyện đem công đức đầy hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.